Cửa hàng Nông Cơ Phúc Luân xin kính chào toàn thể mọi người. Địa chỉ cửa hàng Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận. Số điện thoại 0344341710. Số điện thoại em có sử dụng Zalo, Facebook nha mọi người. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một con máy cưa xích Maru Yamaha ha. Con này đời con này có chịu lực này. Đời này khá to luôn mà rất là mạnh mẽ. Màu của nó là màu black, màu đen huyền thoại ha. Đấy. E gió thì e gió tự động. Công tắc thì nằm trên tay cầm nè. Con này mới lắm mọi người, mới cực kỳ mới luôn. CS310M Maru Yamaha cỏ. Thương hiệu của nó thì cắt cỏ cũng có nè, máy cương cũng có. Con này rất mới, cực kỳ mới. Làm chất rất đẹp luôn. Làm xích nó còn nguyên chữ luôn. Có tăng xích tại trên cây lam luôn mà. Bô còn trắng tinh luôn. Rồi, đặc biệt con này là có trợ lực ha. Mọi người muốn xài dòng trợ lực thì kéo ra, hạ xuống là nổ thôi. Đó. Con này có bao lam luôn ha, bao lam đầy đủ. Và bây giờ em test nổ cho mọi người nghe nè. Con này mã số series của nó nè, 38199490. Rồi, giờ em test nổ cho các nha. Test nổ thì mọi người lưu ý công tắc. Bật xuống là mở, lên là tắt. Con này e gió tự động ha, kéo e ra nè. Đó. Mình bóp ga vào nó mới nhảy vào nè, thấy không? Đấy. Rồi, vừa rồi em test nổ nghe rất là đã luôn. Thì mọi người có nhu cầu thì sử dụng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0344341710 để đặt hàng nhé. Con này mới nhá, mới cực kỳ mới. Rồi, giá của em này là 2.3 triệu nha cả nhà, bao ship nha, 2.3 triệu bên em bao ship. Bao lam rồi đầy đủ ha, phụ tùng kèm theo gồm có buri tiếp mở buri nè. Đấy. Rồi, bye bye mọi người nhé.